giờ nấu cơm. Ôi giời, dẹp dẹp cơm canh gì. Làm sao? Ôi giời ơi, chúc mừng bà, chúc mừng bà. Ôi, bà này lạ thật đi, cái chúc mừng cái gì? Nhà người ta có con chó vừa bị đánh bả hôm qua chết rồi, liên sang chúc mừng nó vô duyên. Ôi quá đấy. Trời ơi, không phải là chúc mừng con chó chết. Sao? Mà chúc mừng con gái bà cơ. Con gái tôi thì có liên quan gì đến cái chú chúc mừng này? Tôi nói cho bà biết nhá, nó thi đại học trượt thẳng cẳng rồi, đang nằm chảy thây chảy xác ở trong giường đấy kìa. Ôi trời ơi, số nó là quý phi, là cách cách có trượt đại học hay học cái khỉ gì đi nữa, nó cũng một bước lên bà. Con lạy bà tắt ngay cái băng rè chứ con nhờ nhá. Tự nhiên ăn phải lá ngón hay sao đấy mà nói năng huyên thao lên thuyên. Thôi, tóm lại là siêu phải đi vào siêu đu nấm nước đang sôi. Ôi giời bà ơi. Cái gì? Này, bà không tin tôi nhá. Ừ. Thì bà cũng phải tin thầy chứ. Thầy nào? Ôi thầy ở ngoài kia. Quê tôi có ông già hay nhảy điện lam bà ra. Quê tôi nhiều sida, nhiều Coca-Cola, nhiều chú bé thay nhà. Quê tôi nhiều Honda, nhiều Suzuki, Viva. Úm ba la. Úm ba la cát tường. Cát tường, cát tường. Úm ba la cát tường. Tôi bảo đây. Cái gì? Biết thầy khấn ai đâu. Cả cái khu này nhà nào chẳng có mấy mống chị nở. Mà này tôi bảo đây. Cái gì? Thầy bói gì mà nhìn thì trông thì nghi lắm, mà ăn mặc thì lứt ca lứt cất, xong rồi thì trông như thằng ăn cắp. Rồi cái gì bố lão nào? Rồi con lẹ thầy, con lẹ thầy. Bố lão gì? Như thằng ăn cắp đó thằng nào? Rồi không không ạ. Bố lão bố thầy. Mày có biết là hôm nọ nhá, có một thằng chù ẻo thầy nói láo với thầy không? Thánh vật cổ từ đằng trước ngoẻo ra làm sao? Vậy mà nó vẫn lại đi lại như thường ấy. Thế mà mày dám chù ẻo thánh à? Dạ con xin lỗi thầy ạ. Thầy dạ, thầy khấn đi ạ, thầy khấn đi ạ. Vâng nhá. Nếu đã khiếp chết thì đừng vào. Mẹ nào. Nếu đã khiếp chết thì đừng vào. Mẹ nào. Này, cái tôi bảo thầy gì mà khấn gì mà toàn hip hop bên này. Mẹ lao, mẹ lướt là sao? Đời mới là thế nào? Đúng là cái loại người trần mắt hột. Sao? Không biết một cái gì cả. Thánh bây giờ không phải là thánh ngày xưa nữa. Không phải là thánh án nôm cưỡi ngựa. Thánh bây giờ là phải là thánh xì tin. Thánh bây giờ là phải hip hop. Hiểu không? Bây giờ không cần hip hop thánh làm sao hiểu được, mà không hiểu là thánh về vặt gây cổ ngay. Dạ, ngày nào tao chạy chat online với thánh gì không? Dạ thầy khấn đi ạ, thầy khấn đi. Bực hết cả mình. Thôi, thầy khấn. Úm ba la. Úm ba la Nguyễn Thị Voi. Dạ, thầy ơi, con không phải là voi mà con là siêu ạ, Nguyễn Thị Siêu. Chưa khấn xong. Úm ba la Nguyễn Thị Voi mở ngoặc là siêu. Dạ. Úm ba la Nguyễn Thị Voi, Nguyễn Thị Siêu. Nguyễn Thị Sú siêu với sú như cú với công. Ê! Thầy bảo ai là sú là cú với công đấy hả? Thầy nói gì đấy? Thầy là thầy mà thầy nói như thế phải không? Này, nói câu đừng buồn nhá. Sao? Mặc dù thằng này không nhìn thấy gì, nhưng thằng này vẫn biết nhá. Chả đẹp đẽ gì đâu. Nói thật đấy, bà với con bà khác nhau hoàn toàn. Làm sao khác nhau? Con bà nó đẹp như tranh áp phích, còn bà chắc chắn là như tranh đả kích. Thầy đúng là không có mắt là phải thôi nhá. Tóm lại không xem xét thì cả sốt ruột. Không xem thì đây. Này Bảo ơi. Trời ơi, bói với trật toán. Hứng thầy nè. Con này sồn như cồn gặp cá mực vậy. Thế thầy nói con như thế à? Con xinh đẹp như thế này mà mỹ miều như thế này mà thầy bảo con là cú với công à? Ừ thì được rồi, xinh đẹp nhá, đẹp lắm rồi nhá. Nghe tiếp đây này. Úm ba la. Mày muốn gì thì nói ra. Thầy xem cho con coi cháu xú nhà con xem là cháu có đúng là tướng quý phi cát tường không ạ? À? Muốn ra làm gì? Dạ vâng ạ. Úm ba la chưa dạ. Có tiền thì thằng nào nó dại mà nói ra. Tiền. Úm ba la. Dạ thưa thầy con có chút lòng thành ạ. Dạ xin thầy chỉ dạy. Úm ba la thế cái này là cốt tông hay là polymer? Dạ Úm ba la dạ thưa thầy, cái này nó là polymer chứ không phải là có tông. Úm ba la. Bài này là bài của thầy Độc Quyền. Sao đây là trang án của thầy? Chứ mà thầy thôi dạ, còn nhỡ mò mà nhỡ mò. Úm ba la. Úm ba la. Nghe khách đánh nhau vào rông nhập. Sao? Thầy đi thi thế nào? Cháu đi thi. Hả? Con gái mà. Dạ. Biết là tướng gì không? Dạ. Nó là tướng huyền đề. Đốm lưỡi. Dạ. Tứ bề văn vệ. Này. Cái gì? Thầy có nhầm không đấy? Huyền đề, đốm lưỡi, tứ bề văn vệ. Thầy ơi,
con Huyền Đề nhà con vừa mới bị người ta đánh bả chết mấy hôm nay rồi. Tôi xem thế mà chứ. Quên hôm qua đi xem chọi chó quên bố mất. Này xem thế không? Không không đây 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 nó là thuộc hệ là cao to đẹp dài úm và là thầy không cháu nó là nữ ạ. Nói thế cho nó phần con gái bà rất là cao to chân dài tới nách, lông nách dài hơn lông chân úm ba la, mặt toàn gân mũi thì to bằng thầy ơi, con gái nhà con nó xinh đẹp là thế, nó mỹ miều là thế, tại sao thầy cứ nói là mặt nó gân guốc? Thế bây giờ thế này nhá, khấn tóm tắt nhá, úm ba la bao nhiêu vẻ đẹp của con gái bà thì bà tự nói ra úm ba la. Thôi thầy ơi, thầy thôi thầy, từ bây giờ cháu đi thi thố thế nào thầy? Cháu vừa thi đại học, cháu trượt rồi. Bây giờ đi thi đi thố, thầy bảo như thế thì phải đợi đến sang năm mới thi được thầy ạ. Thi thố gì? Vâng ạ. Nó có đạt được thi thố gì? Quý phi cách cách không? Úm ba la, úm ba la, úm ba la, thi thố úm ba la. Con này úm ba la nếu năm nay không thi được thì nhà tổ chức mà thi úm ba la. Thầy tổ chức thi thế nào thầy? Riêng con này nhá. Dạ. Tổ chức thi. Dạ. Con này là hơi bị được đấy. Dạ. Vừa nói thì là tướng nó rồi. Dạ vâng ạ. Đấy, con này là chắc chắn là thi cái gì chứ giải rút là được cái chắc. Cái gì thầy? Không, con này mà thi người đẹp đấy. Vâng. Con này mà thi người đẹp là tuyệt vâng, vời. Vâng, cái gì chứ vương miện. Đó. Quý phi là cái chắc. Ôi giời ơi, con gái tôi vương miện, sao con sao? Gái tôi quý phi. Ôi sao sao thế thầy? Sao thầy? Thầy bị phong giật rồi thầy. Phong cái gì? Thầy bị làm sao thầy? Điện thoại. Ôi điện thoại phải thầy. Ôi giời ơi. Điện thoại của thầy. Điện thoại. Alo. Anh ở đầu sông em cuối sông. Số ai? Uông Trung. Số. Dạ. Số ai? Mày làm cái gì đấy hả? Này gọi. Ôi giời ơi, thế bây giờ mày không đỡ đần mẹ cái gì nữa, suốt ngày phấn son thế này này. Đây là con làm gì đấy, say lúa à? Mẹ có phải để cho con gái mẹ trang điểm một tí chứ. Đi ra đây. Mẹ không biết à? Sao? Hôm qua thằng 34 nó vừa đá con đến bịch một cái. Thế hôm nay có phải tìm thằng 35 về nâng khăn sửa túi rồi là hầu hạ mẹ con mình chứ. Thôi 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 nha, chị nha, 34, 35 chứ đến 350 mà cái tính nết của chị nó có chó nó ngửi được nhá. Bây giờ nghe tôi hỏi đây. Này, cái thời gian này con thấy trong người con có thấy khác không? Không, chả khác cái gì, một ngày con vẫn ăn 9 bát cơm nhá, 10 gói bim bim và đêm còn thêm 2 bát mì tôm nữa. Ôi, không phải kể ông chả ăn nữa. Tôi hỏi chị là cái thời gian này chị có thấy trong người chị nó có biểu hiện cái gì, có gọi là nó khác hơn thường không? À, con bị mọc một số cái mụn đằng sau lưng như này, mẹ xem này. Chứ tôi hỏi cái gì, hỏi cái khác chứ không phải hỏi mụn. Có thấy gì khác không? Ví dụ như, nhưng mà mọi ngày thì không nói làm gì, nhưng ngay cái đợt này con có thể đêm con ngủ, hoặc là bình thường con có thấy lúc nào người con nó cứ hừng hực sức sống, mà con có thấy con cái điểm lành nó báo cho con, ví dụ như đêm con có mơ thấy ông trăng hay ông sao gì thỉnh thoảng nó rơi bộc phát xuống đầu con không? Ôi mẹ ơi, hôm qua nhá, con mơ thấy David Beckham người nổi tiếng đấy đá phát quả bóng bụp vào mặt con, may mà con tránh kịp, không thì hôm nay tiêu rồi, không ngồi đây với mẹ nữa. Ôi giời, cái đã mơ đến David Beckham thế mày không làm ăn gì được nó, mày để cho nó đá bóng né tránh nhỉ, dốt thế. Thôi tóm lại bây giờ chị vào trong kia cơm nước đỡ cho tôi nhá, mệt với chị quá rồi đấy. À nhưng mà mẹ ơi, con bảo này, sáng nay ý, con đi chợ có một thằng bán báo nó vứt cho con cái giấy cái kia, mẹ xem đi, hay lắm mẹ. Rồi bán báo giấy thì nó vứt thì nó chắc nó tiếp thị đây, cái gì đây này. Thế nào? Ui giời, lại còn thơ thế này. Dù bạn giàu hay bạn nghèo, bạn duyên dáng hay bạn quyến rũ, dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể thi cuộc thi người đẹp hoa hậu sắm thanh tao. Điều kiện là chân dài đến nách. Chân dài đến nách. Chân dài đến nách. Đưa ta xem này. Nào. Ui giời ơi, đau quá. Bên này. Nhấc cái chân lên, chân cứng như bạn. Ui giời ơi. Con ơi, người ta thì đến chân dài đến nách, nhưng con thì đến quá nách một tí. Ôi giời ơi. Hoa hậu của mẹ đây chứ đâu nữa. Sống thanh tao chỉ có nhất mình con thôi nhá. Đi thi hoa hậu người đẹp sống thanh tao. Đợi tí ra đây. Xuống. Mày đi đấy. Con ra mở cửa có ai bấm chuông kìa. Việc mở cửa không phải việc của mày nhá, để cho mẹ nhá. Cái việc của mày là luyện thi hoa hậu. Lúc nào cũng thế. Mà này, cái gói bánh đã thắp hương chưa mà mày đã ăn đấy? Còn thắp rồi, thắp rồi. Không, ông gái mồm nữa, ăn mềm 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 ấy. Như thế nào? Đúng. Không được ngáp gì nữa. Đây rồi.
anh quá nghèo. Cứ tình tha thiệt nhà đẹp thế. Rồi cây cảnh cây xanh đẹp quá. Chào bà. Chào cậu. Tôi xin lỗi bà nếu như tôi quá đường đột bấm chuông nhà bà. Nhưng mà tôi đang đi đánh con lô con đề. Thế là đi ngang qua ngõ nhà bà thấy trên bầu trời rất là nhiều vị tinh tú. Nó quần thể, nó tụ họp và nó gom một đống trên nóc nhà nhà bà. À thế tôi đoán chắc là trong nhà nhà bà phải có một vị tinh tú nào nó không sáng le lói thì nó cũng phải như cái đèn mờ. À thế à? À. Xin lỗi cậu nhá. Ở cái nhà này á, ngoài vị tinh tú đầu bốn đuôi hơi dài là tôi đây, không còn vị tinh tú nào khác. Cậu nhầm rồi nhá. Nhầm là nhầm thế nào? Nhầm rồi. Tôi không nhầm được đâu. Ngay cả cái giải ngân hà, thần sao, thần trăng, nó còn gom về đây ngồi chồm hổm trên nóc nhà nhà bà. Chồm hổm, có. Tôi tiên đoán là... Tinh tú. Milu đâu? Không, bà nhầm rồi. Nhầm với con chó chết hôm qua. Đấy là động vật tán vú chứ không phải là tinh tú. Thôi có lẽ tôi xin phép bà tôi đi. Quái lạ, cái thằng điên này nó tiên đoán thế nào nó bảo trong nhà có một người đẹp mặt này được ra con người mặt chuột kẹt nè. Tôi bảo này, cậu vừa nói cái gì có chữ đẹp mới nói lại. Cái việc này cực kỳ là quan trọng, cực kỳ là tối mật và vô cùng là tuyệt mật. Cho nên là tôi không thể nghĩa lộ được cho bà. Tôi nói cho bà là tôi đang đi tìm một người đẹp cho. Người đẹp à? Có người đẹp đây rồi. Việc gì phải đi đâu cho chồn chân mỏi gối. Cái tầm u 50 như bà ấy, không có ai có thể mở một cuộc thi người đẹp đâu. Để cho một cái giải nào để dành cho những cái người phụ nữ quá đát rồi thì tôi sẽ đưa bà đi. Bà sẽ giật giải danh dự. Cái cậu này buồn cười thì tôi nói không phải là tôi đi thi, mà là con gái tôi nó đi thi. Người đẹp nguồn trong nhà. Đi qua đây sẽ có người đẹp. Kính thưa ban giám khảo, tên em là Nguyễn Thị Sú, số báo danh 007. Nếu em đạt hoa hậu, em sẽ là... Đẹp quá đẹp. Chưa bao giờ không nhìn thấy một người đẹp như thế này bác ạ. Con chính thức nói với bác, từ hôm nay con sẽ gọi bác là mẹ. Mẹ ơi, gì? Mẹ bảo anh đừng nhìn con như thế, con sợ lắm. Không, cái đẹp cần phải được ngắm nghía mà. Đó là một sự hoàn hảo của tuyệt mỹ. Ôi trời ơi, quá đẹp. Thế à? Ui, cái kim cương. Này, quá đẹp. Chạy tay. Tao mới tính thì vừa. Cậu phải từ tốn, nó sợ. Vâng, con sẽ từ tốn. Con nói thật mẹ, em ấy đẹp quá mẹ. Thế à? Nếu như mẹ mà không cho em đi thi hoa hậu thì mẹ có tội mới rời đất. Ôi trời ơi, đẹp quá. Nhưng mà con nói thật với mẹ, em ấy không có kỹ năng. Con nghĩa là phải dạy con gái của bác là phải đi đứng mẹ. Phải nói năng, vâng. Phải nhẹ nhàng khép nép cái gì. Vâng. Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời, may quá, có thầy đầy may quá. Mẹ rất là hiểu, mẹ cực kỳ là thông minh. Mẹ thông minh. Nhưng mẹ ơi, ở đời không có cái gì là ngẫu nhiên cả mẹ. Không có cái gì ngẫu nhiên à. Vâng. Thì mẹ cũng biết là phải có cái gì để ngẫu nhiên. Vâng. Đấy, ngẫu mẹ nhiên đấy. Quá là tuyệt vời. Từ đã. Sao đây mẹ? Mẹ cũng nói cho con biết, ở đời không có cái gì mà tự nhiên tiền nó lại đến ngẫu nhiên như thế nhỉ. Mẹ ơi, muốn tập luyện để trở thành hoa hậu thì phải làm như thế nào hả anh? Em cứ từ từ. Em cứ bình tĩnh. Em phải phấn đấu mới có mật gấu để pha. Đúng rồi. Mới càng phải chịu khó thì mới có thịt chó như ban đầu em thích. Chịu khó tập luyện nhá. Đây này. Nó nằm ở cái chỗ đây đấy. Mồ hôi nước mắt. Con xin trân trọng tuyên bố cực kỳ long trọng. Từ ngày mai em đây sẽ ở trong lò của con để luyện tập. Và em sẽ trở thành người đẹp của xóm tao. Ấy. Cậu nhầm rồi. Sao mẹ? Người đẹp của xóm thanh tao. Mồm. Mồm. Đã bảo cái mồm. Trời ơi, mệt quá rồi thầy ơi. Mệt gì? Một tí đi, từ sáng đến giờ tập mệt ơi là mệt rồi ạ. Mệt thì phải luyện tập chứ này. Càng phải mệt, càng phải phấn đấu. Em buồn cười nhỉ. Nhưng mà từ sáng đến giờ cứ nhai răng ra như thế, mệt hết cả mồm, ai mà chịu được. Ai không chịu được. Người đẹp gì mà đâu này, nói một câu cãi một câu, cứ nhem nhem ấy. Ai cãi đâu? Thế là không cãi à? Thế mà bật lại tôi là không cãi à? Không muốn làm người đẹp xấu tao không? Có chứ, ai mà chả muốn. Thế thì phải luyện tập, phải vượt qua thử thách. Cái này nó còn kinh hơn cả cái đấu trường 100 ấy. Tưởng là dễ đấy. Nhưng mà em hỏi thật thầy nhá. À quên,
em hỏi anh nhá, nếu em cứ tập nhe răng ra thế này trông như là đi đóng xác ước Ai Cập ý, làm sao mà người đẹp người điếc được, mệt lắm rồi, thôi tuyên bố nghỉ. Sao lại nghỉ? Nghỉ không tập nữa. Vớ va vớ vẩn nhỉ, muốn làm bà quý phí thì không muốn làm. Bây giờ này muốn ra làm cái con bê cái mẹt ra bán bánh đúc cái gì? Muốn bánh đúc mẹt gì mẹt, nghỉ không tập nữa. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ra đây con nhờ đấy! Cái gì đấy hả thầy? Mẹ ra đây! Mẹ thua đây! Mẹ thua đây! Có chuyện gì mà ấm mỹ cả lên cả đây? Nói tập mấy mẹ chứ! Con bày hết mọi kỹ năng để cho em mới luyện tập. Thế mà em không nghe. Thôi em mới bật con thành phạch ấy. Em cãi con. Con nói thật, từ bé giờ con chưa gặp trường hợp nào có con bé nó mất dạy này. Con mà không nể em con đánh mẹ luôn. Lại cái gì? Con đánh em ấy luôn. Người ta bảo rồi, nhất tử vi sư, bán tử vi con. Vi sư, không nghe đâu. Này, tại sao thầy dạy con lại không nghe, lại bật lại thầy nữa. Mẹ ơi, con vẫn nghe nhá. Nhưng mà từ sáng giờ toàn dạy con nhe răng với cả không nói không có ngước luôn. Làm sao mà con chịu đựng được? Mẹ thử làm thế 5 phút xem mẹ có chịu đựng được không? Người ta nhá, dạy đi thi hóa hậu người ta phải dạy ăn này, dạy nói, dạy đi, dạy đứng. Đây dạy toàn như thế. Mẹ thấy con nói có đúng không? Được rồi, đúng được quá. Rồi. Thầy ơi, thôi cháu nó nói cũng đúng đấy. Thầy dạy cháu đi luyện thi hoa hậu, thầy phải dạy cách ăn nói đi đứng, thì dạy cái gì chứ, dạy bay nhe răng thì nó chịu làm sao được thầy? Đúng rồi. Mẹ chỉ được bênh con gái mẹ thôi. Ôi. Con nói thật mẹ, đứng ra. Làm sao mà đứng ra? Mẹ xem con gái mẹ. Làm mẹ sao? Cứ nhìn kỹ xem con em gái mẹ. Em gái thế sao nữa? Mẹ xem có giống người không? Thầy này buồn cười thì nó không giống người giống thầy. Giống người giống ai? Không giống người giống ai? Đây này, nhá, cái chân nhá. Này, cái tay. Thầy làm gì đấy? Con phải sờ vào thì con mới đo được. Sờ đi. Đo chiều tượng thôi. Đo chiều tượng. Đúng rồi. Mẹ ghê gớm nó vừa thôi. Đấy, cái chân nó đã dài rồi. Đấy, còn cái lưng nữa. Làm sao? Nó còn dài hơn. Vứt nhá, con nói mẹ hoa hậu này vứt. Chưa nói đến cái chuyện trượt này không? Thì con nói được. Mẹ cái mồm thôi, con hàng xóm người ta nghe thấy ít ra là em cũng học hết lớp 12 rồi đấy nhá. Văn hóa mà không thuốc. Bảo thấy im mồm đi, bé mồm thôi cơ mà. Đẹp, mấy cả cái văn hóa rồi. Đã vứt rồi. Vứt rồi gì? Bây giờ còn mỗi cái kỹ năng thôi. Thôi thế bây giờ thế này, chăm sự là nhờ thầy. Bây giờ là văn hóa rồi, sắc đẹp là nó vứt rồi đúng không? Rồi đúng không? Bây giờ thôi thì chăm sự nhờ thầy xem có cái phương thức nào để cháu được cái vương miện hoa hậu về cho. Phương thức là cái kỹ năng con vừa bảo đấy. Kỹ năng có nghĩa là bây giờ cháu nó phải là nhe răng cái gì? Phải nhe răng. Có thế mà phải hỏi. Đây nhá, đi vào thi hoa hậu là phải nhe răng từ đầu đến cuối. Không những nhe răng cho ban giám khảo xem, nhe răng cho ban tổ chức nhìn thấy, còn phải nhe răng trước ống kính, nhe răng trước cả ban dân thế nào. Phải nhe răng mấy ngày thôi. Mẹ ơi, con không nhe răng đâu. Thôi, tắt mọi miệng đi. Con này ngang bướng thì cứ thế không trách được. Bướng vừa rồi. Bây giờ mẹ nói đây, cuộc thi hoa hậu sắp đến nơi rồi, mà dứt khoát con nhá phải dứt cái phương miện về đây cho mẹ nhá. Tóm lại bây giờ phải chịu khó nhe răng, mày nhe thử tao xem. Bây giờ vô duyên quá, vô duyên quá. Nhìn đây, nhìn tôi làm. Xin phép thầy, em làm thử. Mẹ cứ tự nhiên đi. Nhìn mẹ đây, bắt đầu bước ra, mặt nghiêm trang kiêu sa, hiểu không? Bắt đầu. Quá tốt. Quá đẹp. Mẹ như thế mà em không học tập được thì quá chà. Bắt chước đi sao? Ôi thế này y học bó tay, y học bó tay rồi. Không thể bằng mẹ em được. Con không nghe được đâu, khổ lắm mẹ ơi. Cái con khỉ nhá, nó đẻ ra nhá, nó còn nghe răng từ lúc bé đến lúc nó chết. Cũng chỉ là con người. Ngày nào nó chặt thế này hả? Ôi chịu khó nghe lại xem nào. Thế này, sai này. Xem thầy có. Anh thầy có 3 cách trợ giúp. Ôi vâng, em chọn cái nào? Tốt quá, anh nói cả 3 cách để em chọn một ạ. Mà thôi, có lẽ là trợ giúp người thân, anh sẽ giúp em. Nào, nhai cả ngay. Đúng rồi, nhai cả ngay. Chịu khó vào con ạ, vương miện hoa hậu sắp đến nơi rồi. Này nhá, khi nào tôi hô lên một phát thì em bắt đầu quét, mà càng nhanh càng tốt, nghe chưa? Nhưng mà quét để làm gì nhỉ? Em đầy oxy để em gọi ra, nó ra quét cho anh phát rồi xong ngay. Cái mồm bảo bao nhiêu lần rồi. Quét thế này là lấy cái sức khỏe cho mình để thi hoa hậu. Ở trên sân khấu 4-5 ngày có chịu được không? Đổ vật ra một phát người ta phải thay băng rôn thành là người đẹp ngất xỉu đấy. Thế nhưng mà để em nói cho anh, anh tập cho em sức khỏe, có thể cho em lắc vòng này, đi bơi này, rồi đi nhảy này, rồi các kiểu, chứ cần gì phải quét cho bẩn người ra, anh có hiểu không? Ngu lắm con ạ. Em ạ, bảo rồi có nghe đâu. Quét thế này để lấy sức khỏe, mà này còn tạo cho mình cái vòng eo. Người đi đường người ta nhìn thấy em làm công tác xã hội, mấy ngày hôm sau á, đảm bảo chuyện người đẹp bên lề là cứ đầy rẫy ra, nhất cử lưỡng tiện đấy, ngu lắm. Ôi thế hả anh? Ôi thế em hiểu rồi, bây giờ này nhá, anh tuyết pháp, là em quét ngay nhá. Thôi được rồi,
Bắt đầu. 1, 2, 3. Bắt đầu. Mới lúc quát con mới dậy đi xem nào. Làm sao thế hả con? Làm sao? Mẹ ơi con mệt quá, con không thi hoa hậu nữa đâu. Dẹp hết không có hoa hậu hùng nữa. Con thấy rồi, con chết bây giờ. Nghe tôi nói đây. Dẹp được dẹp thế nào? Trồng cây bao nhiêu năm, bây giờ đến ngày gặt hái quả rồi. Con phải chịu khó ôn thi luyện tập vào. Mà này tôi nói cho chị biết nhá, lười nó vừa phải thôi. Con gái con đứa thì suốt ngày ăn đi ngủ thế, chị thây chảy xác ra. Thầy là thầy bắt làm ít đấy, còn mẹ nhá còn bắt làm gấp 10 thế nữa. Mẹ con xin phép có ý kiến. Thầy phát biểu thoải mái. Ngược sức của em có thể bằng cả một tổ dân cư. Ui dồi thế nhá. Khỏe lắm. Nếu mà có cuộc thi hoa hậu chổi tre, nếu mà em không được giải ấy, con đi đầu xuống đất luôn. Ôi giời ơi, đấy thầy khen rồi. Này, tóm lại xin phép thầy cho em tẩm bổ. Mẹ cứ tẩm đi. Mẹ thương. Con xin phép con cũng tẩm bổ cho con. Xong à, ăn xong rồi lại phải tiếp tục nhá. Lại quét nữa. Lại quét. Mẹ quét nữa. Ôi, xong chưa? Nhanh lên nhá. Hôm nay 4 đài của 3 xóm họ đến đưa tin trực tiếp đấy. Ủa nhanh lên nào. Lời đầu tiên MC xin kính chào tất cả quý ông quý bà, chào từ cánh gà, chào ra sân khấu, chào từ đầu gấu, chào tới du côn, chào từ trưởng thôn, lại chào tới manh bảo vệ, chào từ lính lệ, chào tới dân thường, em chào từ phường, lại chào ra phố, chào từ ông bố, chào tới trẻ con, chào từ mấy chị còn son tới mấy chị đang có chửa. Suốt nay tới giờ MC chào có một nửa, nếu thấy hay cho chàng, có tay không hay lại chào tiếp. Cảm ơn quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, sau các phần thi căng thẳng, hồi hộp, bức xúc và có những lúc tưởng chừng như là rất mệt mỏi, quỵ không thi được tiếp, thì các thí sinh của chúng ta đã rất cố gắng. Và 4 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng thi chung kết ứng xử. Kính thưa quý vị và các bạn, trước phần thi này đó là phần thi áo tắm khêu gợi, và trước nữa là phần thi áo già hội tưng bừng phấn khởi, và vòng cuối cùng này là phần thi ứng xử. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn đang rất hồi hộp xem 4 thí sinh của chúng ta là ai. Vâng, quý vị hãy cho chàng pháo tay tưng bừng để đón chào 4 thí sinh của chúng ta. Thí sinh đầu tiên mang số báo danh. Còn một thí sinh cuối cùng nữa, đúng một thí sinh cuối cùng nữa quan trọng nhất. Vâng, đó là thí sinh Nguyễn Thị Sú mang số báo danh 1900100 thầy. không có vấn đề gì ạ. Nào thế các em đã đỡ hồi hộp chưa? Dạ, vẫn hơi ạ. Ừ, cuộc thi nào cũng thế mà. Cuộc thi nào cũng hồi hộp, cuộc thi nào cũng hơi. Câu hỏi đầu tiên, hỏi số báo danh này. Thế, câu hỏi của em là: em cho biết thế nào là thơ đường luật? Dạ, thơ đường luật là thơ về luật đi đường ạ. Rất tốt, quá hay. Trong thời buổi giao thông loạn lạc thế này, nói về luật đi đường là hay quá. Còn gì nữa, em đứng dưới bên này. Còn em đây. Còn người này, con người này là khả quan nhất, mịn nhất và đẹp nhất. Câu hỏi dành cho em là: khoan đã. Sao thế? Từ từ để em chào khán giả đã chứ. Ôi, văn hóa, lịch sự, lịch thiệp. Dạ, trước khi Sú trả lời câu hỏi, xin phép cho Sú chào tất cả các vị đại biểu, các quan khách, cùng toàn thể các bạn ở xóm Tao. Thanh Tao. Xóm Thanh Tao. Ừ rồi. Ô, anh Tí cũng đi à, chụp ảnh cho em nhiều với nhá, cổ vũ cho em nhiều với nhá. Bà ơi, tập trung đi bà. Đang thi có phải chợ nhà bà đâu. Xin lỗi. Nhá, ừ nhá.
câu hỏi dành cho em không liên quan tới văn hóa nghệ thuật. Dạ. Câu hỏi là em đi thi với động cơ, với mục đích là... Dạ. Em nói đi. Dạ, câu hỏi của anh là em đi thi với động cơ, với mục đích nào đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, thưa anh. Sao? Thưa ban giám khảo, thưa toàn thể bà con xóm tao. Thanh tao. Thanh tao. Em đi thi, em tới cuộc thi này là với mục đích... Mục đích gì? Anh có nghe không? Nghe gì? Có một câu thơ là: thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Em ấy là em thích huy hoàng. Thương anh này, không? Anh cũng thích huy hoàng đấy. Vâng. Đẹp trai này, đá bóng hay. Vâng, đá bóng rất giỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, bốn câu hỏi của tôi đặt ra cho bốn thí sinh đã xong và bốn thí sinh của chúng ta đã trả lời. Kết quả thế nào xin quý vị hãy đợi trong ít phút. Còn để công bằng và công minh, kính thưa quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn một lần nữa chiêm ngưỡng lại bốn thí sinh của chúng ta lượn một vòng tròn để kiểm tra xem có thí sinh nào chấm phẩy hay thọt không, tránh tình trạng nói ban giám khảo chúng tôi là công bằng hay thiên vị. Để tôi mà giới thiệu với cái bọn buôn người ấy, đưa sang Trung Quốc thì có mà ối tiền tiêu ý. Tốt, ý kiến rất tốt, ý tưởng tuyệt vời, bồi dưỡng luôn. Đâu này. Sao ít thế này? Tôi ít thế nào? Đưa nữa đây. Cò gì thế thôi chứ, đời ăn hơn cả vạc à. Cò á? Cò mà không đi ăn đêm thì cũng mà vạc mỏ chỗ nào. Nói bé thôi, lằng nhằng đây này. Tình hình sao rồi, của thằng này bao nhiêu? 2 triệu gì đưa luôn đi dùng. 200 điên nào. Đi đấy. Con này làm như thế mà đưa 200 là thế nào? Thì thế nhá, con làm như thế nào nhá? Con này nói cho biết nhá. Con này còn phải giả làm thầy bói nhá. Lừa các con mẹ của nó nhá. Cái gì? Tóm lại là đứa nào giả vờ làm thầy bói hả? Không. Đứa nào lừa hả? Con lừa gì đâu, mẹ buồn cười. Chúng mày đòi lừa mà. Định ăn không ăn hồng hả? Bình tĩnh. Lừa con gái bà hả? Hả? Rẻ rẻ cái gì? Con chân thành của mẹ. Rẻ giết cái gì hả? Mẹ lắm, tính nào mẹ làm gì? Cười hết lên công an. Đi đâu? Hết công an. Làm người ai làm thế? Úi giời ơi, ngực tấn công mông phòng thủ khúc nào giống vậy? Người đẹp, không mặc gì nó cũng đẹp. Đẹp thế chứ nè. Đẹp quá như này, người giời ơi, cho này đẹp. Ô, bác cho tôi hỏi cái, là còn mấy tiếng nữa là đến sân bay Thượng Hải bác nhỉ? Thầy đeo đồng hồ rồi, sao thầy còn hỏi? Thầy còn đọc báo sexy nữa, còn hỏi. Thầy đeo đồng hồ cho nó hoài, chứ xem được đồng hồ á, trả thầy mọi các người nhá. Cái tờ báo này này, báo có chữ ấy, thì dành cho người mắt sáng nhá. Thế còn báo mà có hình đẹp này này là dành cho người bắt mổ nhá. Chả biết cái gì cả. Anh coi chỗ tôi cái nhá. Cứ bán cái đấy? Chỗ mà đi bóp cổ nhà máy nước ở đâu nhỉ? Bóp cổ nhà máy nước ở đâu nhỉ? Về cắp xe quy lăng đường ở đâu nhỉ? Chết thằng rồi. Đi dưới cuối nhớ này nên lao ra ngoài không trung thì có mà vỡ mặt thế này. Lên đi đâu? Không, thì phải đi ngược lại chỗ nào lái cơ. Lộn về bần á. Thế này lên trên đầu thầy đi vệ sinh cứ đi thẳng. Sẽ phải. Tìm cái chỗ đi vệ sinh ở trên máy bay. Điều nhanh lên, máy bay sắp hạ cánh rồi đấy. Người thì đã đi được đâu mà cứ bảo máy bay đáp xuống. Đầy quần thì xót. Úi giời, em đây đẹp. Đây rồi, nơi đẹp đây rồi. Thế này tạm biệt nhá, tạm biệt xe buýt thân yêu nhá. Từ này đi nhá. Đi đâu được đâu là câu chuyện của trẻ. Bác ơi chị đòi hỏi cái này chị giúp đỡ chỉ đường một cái hôm nay. Không hiểu tiếng Việt à? Này bye nhá, bye biết nhá. Đầu năm hoa lá xôn xao hoa nở như đón chào. Ô xè nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám bước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời là lên giai ngâu. 12 con giáp mít tơ dầu cầm mà tính quý mồi. Sở tay dâu khán năm nay duyên lành đến rồi.
gặp người hiền đức dễ thương. Tuổi này vương số lắm con, muốn cho vuông tròn nhờ dâu mai mối mối mai đưa đưa. Úi giời ơi, thế này thì hỏng hết cả parabol rồi. Nào có bác nào xem bói không? Nào vào đây xem nào. Đây, ê bói. Nào bói không? Nghe thoang thoảng có mùi viêm cánh đâu đây, đi thang máy mà vẫn thấy mùi viêm cánh. Úi giời ơi, lại ngã lộn phộc thế này thì nó mắt mũi này này, thế này thì hỏng hết à. Parabol rồi, giật parabol rồi, giật phủ nói cập có sai. Cuộc đời mình giờ đây quá chán, chỉ vì nhìn đường chẳng ra. Au! Nhìn vào đường mà sao vẫn ngã, chỉ vì nhìn đường chẳng xong. Có tay, có tay không bao giờ bằng có mắt. Có chân cũng chỉ là để đạp xe trên đường. Chỗ này là ngồi lý tưởng nhất đây. Lạ thật, mình đã đi giờ thân tránh giờ con khỉ rồi mà chả thấy ma nào vào xem bói. Thế này phải chết rồi. Bác ơi, bác ơi, vào xem bói, bác ơi. Ừ, này, này vào xem bói đi. Đây, thầy xem khuyến mại cho vào xem bói nào. Thế này thì chết hẳn đứt rồi. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi, chả có khách nào đi vào xem bói. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi, cứ như thế này thì móm vàng răng. Úi giời chết rồi. Úi giời ơi, tưởng đi nước ngoài xem bói có khách, ai ngờ không phải đi nước ngoài mà đi ngoài ra nước mất rồi. Chết dở rồi, mỡ một con sáo sộp rồi. Úi giời. Em là rất cập nhật văn hóa, mà báo thì em chỉ thích đọc cái mục hấp diêm. Nhưng mà nay tế nhị không đọc cái mục đó, mà chỉ đọc cái mục gọi là tin thể thao. Trong khuôn khổ nghiện ngập cúp bóng đá, đội tuyển chích chích hút đã gặp đội tuyển hút hút hít. Sau 20 phút thi đấu, đội chích chích hút đã thắng đội hút hút hít với tỷ số không đều. Cầu thủ tiêm chích của đội hút hút hít đã bị cầu thủ chích chích choác chơi cho què giò vĩnh viễn. Trọng tài chích song sốc đã bị kỷ luật treo còi. Trọng tài bàn tiêm song ngất sau trận đấu cấp cứu luôn. Đặc biệt một cổ động viên hâm mộ người Hàn Quốc chim sun xoan sau trận đấu rét quá cũng đứt. Ôi giời, báo chí bây giờ chả biết lối nào mà lần. Nào em ơi xem bói nào em ơi. Đi trên bay biển bồn trồn, một cô con gái ngựa mồm đi qua, ngựa mồm đi qua. Hỡi em áo đỏ hồng hồng, lại đây thầy hỏi có chồng hay chưa, có chồng hay chưa. Chưa có thầy đón thầy đưa, đừng có che mặt em ơi. Che mặt làm gì, quá rồi thầy sẽ bác cửa quay về. Trời ơi, nhai kẹo cao su cũng đẹp. Excuse me sir, I want to know where is the sale. I cannot speak English. Sir. Mùi nước hoa rẻ tiền ở đâu mà nó lại cứ vàng vất. Trời ơi, mùi nước hoa rẻ tiền này thơm thế, mùi gì mà lại không tìm đấy. Ôi trời ơi, đây rồi, đây rồi. Ôi trời ơi, thầy ngồi lù lù một đống ở đây mà em không biết. Bù láo nào. Vơ va vơ vẩn, người ta làm việc nhà thánh mà lại dám bảo là ngồi một đống nhà Em xin lỗi, thầy ngồi lù lù một bãi mà em không biết. Cái con mặt rưỡi này, mà con tin là ngay bây giờ tao sọc cái gậy này vào mõm mày như sọc bia vào lỗ mười không? Thế mày có biết là ăn nói như thế rất mất vệ sinh, người ta làm việc nhà thánh mà lại phải dùng cái từ đàng hoàng lịch sự ở đây nhá. Phải nói là thầy ngồi trang trọng một hòn một cục ở đây như thế mới được. Ôi thầy, một hòn một cục có khác gì một bãi mà thầy cứ cãi. Nó khác nhau chứ, hòn thì nó tròn mà bãi thì nó bẹt ra cơ mà. Thế ngồi cho nó bớt được. Vâng, em ngồi luôn. Ôi giời, đây là giò nạc chứ không phải giò mỡ đâu. Thầy, con mất dạy này, mày định ngồi lên cái chỗ làm việc của tao, ngồi lên thả bạc, ngồi ra ngoài. Chết chết, em nhầm, em cứ tưởng là cái ghế. Sorry, sorry thầy. Ô láo, mù léo nào, chỉ là cái vớ va vớ vẩn, ngồi cho đàng hoàng lịch sự. What's your name? Ủa, em đi xem bói,
chứ có bán nem đâu thầy. Ôi giời, tôi hỏi what's your name, có nghĩa là tôi hỏi em tên gì. À, em tên là Mộng Thi. Mộng Thi, Mộng Thi có nghĩa là thị mông đúng không? Này này này, à, thầy hỏi nè. Dạ. Là này hỏi where you lời do em. Ủa, thầy nói cái gì vậy? Tôi hỏi là em từ đâu tới đấy. À, I am from Việt Nam nít. Ô, thế là em là người Việt Nam à? Vâng. Thế em có biết giao dịch bằng tiếng Việt không? Ô hay, từ nãy đến giờ em chẳng giao dịch với thầy bằng tiếng Việt còn gì. Này, em nói tiếng Việt thả nào từ nãy tới giờ. Em nói câu nào thầy hiểu câu đấy nhá. Này, dạ. Thế em sang đây du học hay là đi bán hoa? Bán hoa là gì hả thầy? À, tức là thầy hỏi em là tức là bán hoa cảnh đấy, tôi đi xem bói ở Thái Lan đi Singapore nhá. Ối cô gái nhà mình sang đó bán hoa này giả vờ này đi du học đấy. Em có người quen bên này, em sang đây để nghiên cứu sinh. Sinh hoạt á? Ừ. Sinh là sinh thế nào? Em sang đây để làm luận án tiến sĩ. À, hiểu rồi, làm thế à, em đến đây xem là đường tình duyên thầy hay là ơi, xem... Thầy ơi, em muốn nhờ thầy xem cho em đường tình duyên đấy mà. Úi giời ơi, gặp thầy số 1 thế này là đúng rồi đấy nhá, là đúng thầy đúng thuốc rồi đấy nhá. Thế em muốn xem về đường tình duyên đúng không? Em có thuộc cái bài hát của thằng Huy Lâm Chân, Lâm Chấn Huy không hả? À, em thuộc bài hát của nó không? Ủa? Bài gì hả thầy? Tức là cái bài gọi là tiền đâu mau lòi ra, tiền đâu mau phôi ra. Tôi xem cho em thì em phải đưa tiền, không đưa ít thì đưa nhiều. Tiền hỡi, tiền hỡi mau lòi ra. Bao nhiêu hả thầy? À, tiền càng nhiều thì khỏe càng linh ức nhá. Này à, đấy, em à, để cho thầy một. Thế là 100 đô la đúng không? Ăn dày rồi. Này, thế là hôm nay gặp bài 100 đô la phải, đúng không? Phải 1 đô. Em đưa thầy 1. Này à, em vừa nói cái gì ấy nhỉ? 1 đô. Cái con mất dạy này, cái mồm mày đẹp như thế mà mày phọt ra cái câu mất vệ sinh bẩn tưởi thế à hả? Mày này đưa tao 1 đô la. Mày đừng có cậy mày người chân mắt hột mà mày mất dạy nhá. Chúng mày tưởng chúng mày cậy là người chân mắt hột mà chúng mày bảo trần sao không vậy? Chúng mày đi vào đền vào chùa chúng mày chỉ đưa cho 1 vài đồng mà cầu hết nhà cao cửa rộng, chồng làm quan to, buôn lậu không bị bắt rồi là con cái học giỏi đúng không hả? Mày tưởng mà mày tin tao sọc ngay cái gậy này gãy hết hàng tiền đạo không hả? Gãy cái gì? Ôi trời ơi, cái gì? Này đây thế nào? Thôi mà thầy, vuốt lên làm sao mà chịu được để đâu. Này, em làm như thế không được đâu. Này, bao nhiêu? Đưa thầy bao nhiêu? Đưa đây để cứ móc xi móc moi thế. Đâu đưa đây cho nào. Ui giời, chân chữ đâu. Ui tiền mới tình. Ui xìa. Hát xì ơi, em ơi. Này, tiền sao lại kẹp vào cái chỗ nhạy cảm thế? Toàn mùi nước hoa thôi. Khiếp, sao mũi thầy tinh như chó phốc ấy nhở? Không tinh thì làm sao làm thầy được. Tiền thì phi dao găm vào quần con rồi. Thế bây giờ em muốn xem tiền vận, hậu vận hay là tình duyên à? Em muốn xem về đường tình duyên. Xem về tình duyên. Đây là loại hàng tồn kho, mất chìa khóa mới xem về tình duyên. Gì thế hả thầy? À không, ý thầy bảo là gặp thầy yên tâm, mất tiền mua mâm thầy sẽ đâm cho thủng nhá. Này em thầy bảo này, ở đây là thầy thấy là không được ổn đâu. Rất là nhiều sờ cu rờ ti, tức là bởi vệ sĩ đấy. Thầy xem là nó không tập trung chuyên môn được. Thầy lại nói vậy, tiếng Anh sai. Bây giờ em với thầy ra cái chỗ vắng vắng ấy nhá. Thầy xem cho em nó mới thoải mái tư tưởng được, mới tập trung chuyên môn được. Đấy là móc đây, đây cầm vào cái chân giữa của thầy này, tức là cái gậy này. Cầm vào đây móc vào đây dẫn thầy đi. Chứ cái nhìn đi gì đâu nhá, đi dẫn là chỗ vắng. Thầy ơi, ngồi ngay, em ngồi cạnh thầy nhá. Này, từ nãy đến giờ đã quên là chưa hỏi em là tuổi gì ấy nhỉ? À, em tuổi con bực.
Tí tần dần dần tần tí tí dí mùi mùi rùi tí tí tần dần dần. Ừ, em ơi em ơi. Dạ. Trong 12 con giáp làm gì có con nào gọi là con mực hả em? Rõ ràng là có con mực mà thầy. Em vừa nói cái gì miệng xinh xinh nhỉ? Là chưa bao giờ nghe. Trời con... ơi. Em ơi, hay là người ta mới đưa con cá mực vào làm con giáp thứ 13. Trời ơi thầy ơi, con mực tí là con chó ấy mà. Ôi dồi, con chó thế mà thầy tức tức là con chó mực đấy. Như vậy là em là tuổi Dậu đấy. Chó như vậy là tuổi chó là con Dậu đúng không? Con Dậu đấy. Tuổi Tuất. À, không không, ý thầy nói là em đẻ giờ Dậu, tức là em đẻ giờ Dậu, đẻ giờ Dậu. Tức là em đẻ sinh năm 70. Đấy, năm nay là em ngoài 40 tuổi rồi. Cho nên là tức là em không phải hàng tồn kho mất chìa khóa nữa, mà nó thuộc hệ gọi là hàng hết đát rồi, hàng thải rồi. Tức là em 40 mà đít có vài đốt rồi, đúng không? Đấy, cho nên em là tuổi tiền mãn tin rồi em à. Thầy tập trung xem bói cho em xem nào. Đây. Từ từ mới phán được chứ, sốt ruột. Cái làm gì cứ sồn sồn chứ cồn gặp cá mực thế à? Làm việc xem bói là phải từ từ. Nên đang nghe thầy phán này này, nhai thầy bấm đốt này, thầy đọc cho nên thầy phán này này. Trăng kia nấp nó đầu non, số em là số sớm con muộn chồng. Sớm con muộn chồng. Đúng rồi. Là dư lào. Ờ thầy. Tức là em là có con trước rồi có chồng sau đấy. Trước. Chồng. Ôi, thầy nói thế hóa ra em hoảng chưa? Chưa hoảng là chưa hoảng thế nào hả? Cô chả biết cái gì cả. Bây giờ là mốt đấy. Mốt á? Thế thì có mà người ta gửi cho thối mũi thầy à? Cô chả biết cái gì cả. Ngày xưa ấy, mà chưa hoảng ấy là còn đầu bôi vôi. Nhưng bây giờ là mốt rồi em ơi. Các cụ nhà ta vẫn khuyến khích đấy thôi. Khuyến khích à? Ừ. Khuyến khích là thế nào? Đấy, ngồi đây. Ngó chạm vào thầy nói này nhá. Ngày xưa ấy là cấm ăn cơm trước kẹo. Nhưng bây giờ lại khuyến khích ăn kem trước cổng nhá. Thầy nói đúng đấy. Có khi bây giờ là mốt đấy thầy nhờ. Có nhiều cô ca sĩ diễn viên nhá. Có là có con trước. Nhưng mà các cô có lấy chồng đâu à, mà đố khán giả biết là chồng của các cô ấy mà bố của những đứa bé là ai đâu, đúng không? Em cũng được diễn phúc như thế hả thầy? Em cũng vậy. Ngoài chuyện tình duyên thầy còn xem cho em đường phú quý nữa nhá. Phú quý là như thế nào hả thầy? Con này chả biết xinh đẹp thế nào mà nó lại ngu thế, không biết là được gì à? Thầy nói cho em nghe đi. Đường phú quý tức là cái đường tức là tí đọc sách tôi giải thích sau nhá. Đại loại nó là cái đường đại loại gọi là đây nhìn vào đây này. Đấy nhìn vào đây nhá. Phú quý nó hiện ngay ở trên cái đĩa này đấy. Số em chẳng giàu thì nghèo, lúc nào cũng có thịt treo trên người. Thịt treo trên người á? Treo chỗ nào hả thầy? Là cái chỗ mà nó cần treo đấy. Chỗ nào cần treo ạ? Chỗ này ạ? Tức là cái chỗ nhạy cảm đấy. Chỗ này ạ? Nhảy vừa nhảy tiền đấy, nhảy vừa rồi này thầy bảo lại đây ngồi đây thầy bảo này ngồi đây này thầy bảo này em cứ nhảy tưng căng căng lên đấy, hai cái quả 5 roi cộng gần 10 roi nó rơi xuống vỡ mấy viên gạch đắt tiền, lấy đâu ra mà đền? Thầy chỉ được nói cái bậy bạ thôi thầy. Em bắt thầy này này em mà bắt đền thầy á, bắt thầy úp mặt vào xuống quê á, thầy úp cả đời cũng được nhá. Thôi thầy xem tiếp cho em đi. Suốt từ nãy đến giờ thầy chỉ toàn nói vớ va vớ vẩn. Cô chả biết cái gì cả, sao lại bảo vớ vẩn? Các cụ nói rồi, nam tu nữ nhu nhá. Có biết nam tu nữ nhu là thế nào không? Nam tu nữ nhu biết không? Là thế nào biết không? Nam tu nữ nhu là thế nào là thầy? Có nghĩa là đàn ông là phải có dâu như thầy này, dâu như biết tơ phượng dâu này, đây này dâu như thế này nhá. Đàn ông phải có dâu, đàn bà phải có cái để tay đàn ông bầu vào nhá, bầu vào như thế. Không ổn, dâu thầy có vấn đề à? Em nhìn thấy thầy cứ xê xê thế nào ấy. Bánh mì phải có ba tê đàn ông phải có máu dê trong người, dê trong người mới là đàn ông nhá. Em nhìn thấy thầy, tôi để dâu không phải là dê mà để khẳng định à? Thêm dê ý mà. Để dâu làm khổ đàn bà, làm khổ gái già, làm khổ các em. Stop. Đâu, dâu thầy. Thôi đi thầy.
Thầy xem cho em xem, em có được lên xe tăng? Ủa, lộn, em có được lên xe... Ừ, xe hoa, lên xe hoa, xe hoa. Ừ, em loài tay ra để thầy xem đường chỉ tay. Này, loài tay ra ngay. Ôi, ôi, thầy mù thì nhìn được cái gì mà đòi xếp tay? Này, con này còn vừa ấy mà lại vừa ngu nhá. Con này vừa ấy. Nên mù mắt chứ tôi có mù tay đâu mà tôi không xem được chỉ tay hả? Này, xem bói nhá, mà không xem đường chỉ tay thì còn nói chuyện nước non mẹ gì hả? Xem bói là phải xem chỉ tay chứ. Thế có muốn lấy chồng không? Nên muốn để thòi tay ra đây để xem. Ôi trời, chọc thầy này dí này, chọc. Úi, cầm cái tay nó mát, nó mịn này. Cầm một phát là nó để cứng hết cái bộ phận cần mềm rồi. Trời, dặn hết lò xo thế này rồi. Dồn tỉ rồi, dặn lò xo rồi. Thầy có định xem cho em không thì bảo, hả thầy? Này, đưa tay đây. Đang xem thì làm, đưa tay đây. Úi giời, cầm tay là biết ngay nhá. Thầy cầm biết ngay. Biết ngay nhá, thầy biết thế nào. Biết thế nào ngay, thầy biết ngay. Em làm sao? Sao mày bị đau à? Đang chuẩn bị phán thì em làm sao? Sao là mày chọc ngay cái que vào họng thì bố ai mà phán được? Làm tụt hết cả cảm xúc. Em xin lỗi, nó tụt em sẽ kéo lên. Kéo mà đơn giản là kéo cả cảm xúc trong lẫn ngoài đi nhá. Cầm tay em biết ngay. Thầy cầm tay em biết ngay là bàn tay của cô gái gọi là có má hồng, môi đỏ. Môi đỏ, má hồng. Chắc chắn chưa chồng thì mới đến gặp tôi đúng không? Có muốn lấy chồng không? Muốn. Có mót không? Mót lắm, mót lắm. Đứng lên thầy bảo này nhá. Muốn lấy chồng ấy là phải để thầy thì thầy thì làm cái gì đây? Thầy kiểm tra hộp số. Kiểm tra hộp số là thế nào hả thầy? Tức là phải yểm bùa. Yểm bùa có đau không thầy? Trời ơi, nó không đau mà nó chỉ là tê tê rụt rụt buồn buồn thôi. Tê tê rụt rụt buồn buồn. Ừ. Thì có đau không thầy? Ôi trời ơi, em nhìn người này, nhìn người thầy này thì tong teo như cái cà kheo thế này được bao lâu đâu mà chỉ 5-3 phút thôi. Thầy nhanh thế à thầy? Ôi, nhanh cái gì còn hơn ối ông nha, ối ông bằng tuổi thầy nha. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Nghe này, ngày xưa sung sướng thì nghèo, bây giờ giàu có thì teo mất rồi. Teo mất rồi em ơi, teo rồi, teo thật teo rồi. Nghe thầy nói đây nè. Sáng đêm nay khi bố em không có ở đây, đêm nay đêm rất dài, vòng tay anh cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim anh khát khao yêu thương. Đường xa anh đêm nay khi bóng trăng qua mẹ hàng cây, đường để anh một mình nơi chốn này. Hãy nói I love you đi cho anh biết anh đang cần em. Em hãy nói rằng I love you. Dù sẽ nói rằng you love me. Me sẽ nói rằng oh I need. Ôi dồi ôi, thầy đỡ em không ngã. Ôi dồi, thầy đỡ em không ngã. Nè, đi đi vào nhanh, khẩn trương lấy đồ, lấy đồ. Nên là thầy em với thầy đi kiểm tra hộp số, đi vào chỗ kín nhá. Không có để con đông người cầm dẫn thầy đi vào chỗ kín, để đấy nhá, dẫn đi nhờ. Thầy cởi chưa em ơi, khẩn trương. Thầy cởi rồi đây này. Em ơi, em nhanh như này. Thầy không có thời gian lâu đâu. Khẩn trương nhá, khóc ngoài bên này đấy này. Nào, còn cái này nữa. Thầy ra hết rồi này, cởi cả quần rồi này. Ôi trời ơi, vỡ mặt để ra này, vũ nữ thế này, vũ nữ thế này. Giờ làm gì mà để vụ cục sục thế ạ? Ôi trời. Ôi trời ơi, sao này giật hết lông mồm em nữa này. Anh thôi ngay. Ôi trời ơi, sao này. Chị đẹp thế này mà chị này. Anh nghiêm túc đi. Dạ. Vai diễn của anh có thể dày trang được rồi. Vâng ạ. Chị là ai ạ? Mà này cứ như là cảnh sát nha. Đúng vậy. Tôi là cảnh sát đây. Ôi trời. Chúng tôi đã theo dõi anh rất lâu. Theo dõi làm gì ạ? Ôi trời ơi, chị là cảnh sát ạ. Từ khi mà anh bị trưởng thôn Văn Hiệp bắt. Ôi trời. Vì cái tội là tuyên truyền mê tín dị đoan. Em chả tuyên truyền. Vậy mà từ khi sau khi ra tù, em cải tạo rồi tốt mà. Hành nghề mê tín dị đoan. Ôi trời ơi, chị ơi. Lừa tình lừa tiền hàng chục cô gái nhẹ dạ cả tin. Phải đâu. Chị ơi, em mới lừa được có 9 người, hôm nay nốt chị mới là 10 chị ạ. Mời anh theo chúng tôi về Việt Nam giải quyết. Ôi thế em bị bắt à? Xin mời anh đi theo tôi. Chị tìm cách nào chị chạy án giúp em chị. Cuộc đời em đây giờ quá thê lương, chỉ
vì em sai mà gặp gành chống gai. Cuộc đời em đây chẳng khác tương bần, đời vườn dâu, đời vườn dâu còn nát hơn tương bần. Ôi cuộc đời cay đắng của vườn dâu. Ôi chính em bởi tham, thế nên mở con mắt em đã xa chân vào chốn. Mời anh chúng tôi về Việt Nam giải quyết. Anh không chịu cải tạo quy trình, xin mời anh đi theo. Không ạ, không bao giờ. Thôi thôi em xin chưa, từ nay em xin yêu. Thôi thôi em xin chưa, từ nay nâu là vợ. Làm nghề thầy bói linh tinh, chỉ mong kiếm thêm mà màu xít. Làm nghề thầy bói lăng nhăng, có khi hàm răng chẳng còn. Làm nghề thầy bói gian hoa, thế nên hôm nay bị bắt. Làm nghề thầy bói dâm dê, thế nên hôm nay ngồi tù. Em biết em sai, em biết em sai, em biết em sai nên đâu là vợ. Đi, dạ vâng, đi ngay. Cổ thân em cuộc đời em.